NASA che giấu chứng cứ về UFO trên mặt trăng. Dự án Apollo được giao cho Cơ quan Hàng không và Vũ trụ nước Mỹ, viết tắt là NASA, triển khai từ năm 1961 đến năm 1972, đưa con người đổ bộ lên mặt trăng. Nhiều bức ảnh và mẫu vật từ đây đã cung cấp cho chúng ta những thông tin chưa hề biết. Tuy nhiên thì một người của NASA tuyên bố cơ quan này đã che đậy những chứng cứ về người ngoài hành tinh trên mặt trăng thực hư ra sao, những bức ảnh bị sửa. Số những người tham gia chương trình Apollo có kỹ sư hàng không vũ trụ, phi công và nhà huấn luyện du hành Ken Johnston. Nhiệm vụ của ông là giúp đào tạo các phi hành gia cho sứ mệnh Apollo 11, một trong những phần việc chính của Johnston vào thời điểm đó là góp phần phát triển và hướng dẫn sử dụng buồng lái, thiết bị cũng như là thử nghiệm mô đun mặt trăng trong các buồng chân không, huấn luyện các phi hành gia kỹ thuật hạ cánh. Sau đó thì Johnston đảm nhận nhiệm vụ tại một phòng thí nghiệm của NASA, nơi xử lý và phân tích các mẫu cũng như là những bức ảnh được chụp từ mặt trăng. Ông cho biết đã xử lý các bức ảnh từ năm sứ mệnh của Apollo. Những bức ảnh này được lưu trữ, tuyển chọn, lập danh mục và gửi cho các nhà khoa học để nghiên cứu và phân tích. Thực tế thì Johnston phụ trách bộ phận kiểm soát dữ liệu và hình ảnh, nên được cho là có quyền truy cập vào tất cả các dữ liệu được gửi về từ mặt trăng, bao gồm những hình ảnh, phim và đèn chiếu, slide. Từ đây thì nổi lên thuyết âm mưu và kẻ thổi còi NASA bắt đầu xuất hiện. Khi chương trình Apollo ngừng hoạt động và các mẫu vật hầu hết đã được phân loại, bàn giao cho bộ phận lưu trữ, thì một ngày nọ, Johnston được cấp trên của mình, Bush Laskawa, ra lệnh phải tiêu hủy tất cả những gì còn lại của kho lưu trữ ảnh, và đặc biệt là không để lọt ra ngoài bộ sưu tập các bản in ảnh mới. Johnston cho rằng, có nhiều bức ảnh thể hiện những điểm bất thường nên NASA không muốn công chúng nhìn thấy. Chúng có thể được các nhà chuyên môn sửa đổi nhằm che giấu những gì mà theo ông là bằng chứng về một số cấu trúc không phải do con người thực hiện trên mặt trăng. Ông đã nói những điều này trong một cuộc trả lời phỏng vấn với nhà nghiên cứu người Ấn Độ Parvati Banu. Ông nói, một ngày nọ, sếp ra lệnh cho tôi hủy những hình ảnh này. Tôi nhắc ông ấy rằng chính phủ phải trả tiền để có chúng và cần được công khai vụ việc. Nhưng ông ta trả lời, không, tống khứ nó ngay, tôi không quan tâm anh nghĩ gì. Theo tôi thì điều này là do có những chi tiết trong các bức ảnh không thể giải thích được. Bạn cũng có thể nhìn thấy sự bất thường của mặt trăng. Có vẻ như có một số khu vực đã bị làm nhòe. Trước khi có Photoshop, họ thực hiện bằng tay. Một lần khi bước vào phòng ảnh thì tôi thấy một phụ nữ đang vẽ một thứ gì đó lên những bức ảnh. Cô ấy nói đã được trả tiền để làm việc này. Đưa ra ánh sáng. Johnston đã không chấp hành mệnh lệnh và giữ bản in một số bức ảnh là bằng chứng về những gì ông ta chứng kiến. Ông giấu nhẹm chúng trong nhiều năm, không cho bất kỳ ai khác xem. Và cho đến năm 1995, sau khi tham dự một buổi diễn thuyết của nhà nghiên cứu người Mỹ Richard Holtzland, Johnston mang bộ ảnh đến gặp người này và cả hai cùng nhau kiểm chứng. Theo Holtzland, những bức ảnh của Johnston rất hấp dẫn, chúng cho thấy bằng chứng về sự hiện diện của người ngoài hành tinh trên mặt trăng. Holtzland viết về những bức ảnh trong cuốn sách xuất bản năm 2007 Dark Mission, tức là sứ mệnh đen tối. Khi scan những bản in từ ảnh gốc của Ken, thì tôi phát hiện một điều là máy tính có thể nhìn thấy những gì mắt người không thể nhìn thấy. Đó là những chi tiết dạng hình học trong các vùng tối đen như là bầu trời mặt trăng, độ nhạy của công nghệ cảm biến ảnh hiện đại, cùng với các tính năng nổi trội của phần mềm thương mại hiện nay như là Photoshop đã làm lộ các chi tiết bị chôn vùi trong các lớp màu đen này. Đây là điều mà NASA không thể lường trước trong hơn 30 năm qua. Holtzland sau đó tiếp tục thuyết trình rộng rãi về những bức ảnh này, tuyên bố đã tìm thấy các điểm bất thường mà NASA cố tình che giấu. Tuy nhiên thì có những hoài nghi đối với tuyên bố táo bạo trên. Nhiều người cho rằng các bản quét có thể hiển thị những điểm không hoàn hảo do vết bẩn hoặc là những sợi nhỏ dính trên đó. Mặc dù vậy thì Holtzland và Johnston nghĩ rằng họ có trách nhiệm công khai những hình ảnh này. Vào năm 2015 thì Johnston trưng bày cho công chúng xem miễn phí. Sau đó thì tặng bộ sưu tập này cho Trung tâm Nghiên cứu UFO Quốc tế Roswell. Nhiều người sau khi xem các bức ảnh tuyên bố họ nhìn thấy những điểm khác lạ trong đó, như là đĩa bay, tượng, tàn tích, tòa nhà và thậm chí là cả căn cứ của người ngoài hành tinh trên mặt trăng. Trong thời gian này thì Johnston đi khắp nơi thuyết trình về điều mà ông gọi là sự che đậy của NASA, cũng như là trả lời nhiều cuộc phỏng vấn khác nhau. Một trong những tiết lộ gây tranh cãi nhất của Johnston là có một số bức ảnh từ sứ mệnh Apollo 14 cho thấy căn cứ của người ngoài hành tinh ở Tosiskovsky,
một miệng núi lửa khổng lồ ở mặt sau của mặt trăng. Ông cho rằng lần đầu tiên xem những bức ảnh thì ông đã nhìn thấy ánh sáng và một cụm mái vòm hình ngũ giác như là một căn cứ, nhưng ngày hôm sau thì tất cả đã được sửa đổi để che lấp nó. Tuy nhiên thì NASA phủ nhận điều này khi cho rằng Apollo 14 chưa bao giờ bay qua Tucson-Sky và nó cũng không chụp ảnh gì cả. Ngay cả khi đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt thì Ken Johnston vẫn nổi tiếng như người thổi còi NASA. Được sự chú ý của các nhà nghiên cứu UFO, những người theo thuyết âm mưu và những người hoài nghi, ông liên tục phản bác những chỉ trích nhắm vào mình và khẳng định tất cả những gì mà ông tiết lộ đều là thật. Mọi chuyện vẫn còn trong vòng tranh cãi, Ken Johnston là người trung thực hay là kẻ lừa đảo, đây là sự thật hay là trò bịp để được nổi tiếng vẫn chưa ai giải đáp được những câu hỏi này. Nhưng người thổi còi NASA đã góp phần làm cho mặt trăng trở nên thu hút hơn với người trái đất. Clip của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo.